Hello, Quang Minh xin kính chào các anh chị nha. Đã quay trở lại với kênh của Quang Minh bất động sản Quang Minh nha. Chiều hôm nay nè, Quang Minh đang đứng ngay chỗ gần quán gà Ba Tư, mặt tiền đường Nguyễn Thị Phử nè, gần quán gà 34 nha các anh chị. Quang Minh sẽ chạy vào trong đầu đường Nguyễn Thử nè. Giờ Quang Minh sẽ chạy vào trong nè. Còn mình sẽ giới thiệu với anh các anh chị một căn nhà. Nhà một trệt một lầu nha các anh chị. Khu này là khu phân lô. Khu phân lô năm 2014. Nay là đã 6 năm rồi cho nên là mật độ dân cư ở đông đúc hết rồi, không còn luôn là đất trống nha. Nhà đã xây kín hết rồi nha các anh chị. Nhà đông lắm. Nhà này các anh chị, nhà lầu ha. Đường thông thương hết nha. Ok, bây giờ Quang Minh sẽ dựng xe đi vào, mình vào trong. Quang Minh quay cận cảnh căn nhà này cho các anh chị mình cùng xem ha. Nhà này là Quang Minh nói lại là ngang 5m2, dài là 17m. Chủ gia ngày xưa mua đất xây nè, xây 4m. Xây 4m2, còn lại bên hông 1m nha các anh chị. Còn lại bên hông 1m để mua cửa sổ nè. Ha. Ok, bây giờ con vô quay phòng khách cho anh chị mình xem nha. Này phòng khách nha các anh chị. Phòng khách. Quá đẹp. Nhà chủ gia đang ở nha các anh chị. Đây là không gian phòng bếp ha. Phòng ăn. Nhà vệ sinh tầng trệt. Nhà vệ sinh tầng trệt. Tầng trệt có một cái phòng ngủ nha các anh chị. Phòng ngủ nè. Một phòng ngủ. Hello. Mình lên lầu nha. Rồi anh chị lên lầu tham khảo trên lầu nha. Trên lầu bên tay trái là một cái phòng ngủ. Anh chị mà ai sở hữu cái nhà này, chủ gia tặng lại đồ cũng nhiều lắm đó nha. Tủ lạnh gì, máy lạnh rồi để lại hết nha các anh chị. Ở phía sau là một cái sân phơi. Có một nhà vệ sinh. Nhà này đứng đây mình nhìn thấy cái đường Võ Thị Hồi á các anh chị. Đường đó là đường Võ Thị Hồi á. Trên lầu có hai phòng ngủ.
Đây phòng ngủ trên lầu, phòng thứ hai. Rồi, ok. Là nhìn ra trước đường. Nhà này là đường thông nha các anh chị. Nhắc lại là đường thông 7 mét nha, đường thông thương hết. Giá của căn nhà này chủ gia đang kêu là 3 tỷ 150 triệu, còn thương lượng nha các anh chị. Các anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này thì liên hệ trực tiếp với Quang Minh thông qua số điện thoại 0937234579 nha, Quang Minh. Ok, và mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các anh chị thành công trong công việc, sức khỏe trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại.